Giờ thì chơi kinh tế. Kinh tế nó có nhiều cách đánh lắm bạn ơi. Cái chuyện mà bọn buôn lậu qua Việt Nam thì cũng có thiệt, nhưng mà nhỏ thôi. Cái chuyện đó đời đâu sập nổi Việt Nam. Giống như là lâu lâu ra đi vô rừng bị muỗi chích chạy con thôi chứ sao đó. Sợ nhất là nó quýnh không á, chơi nó chơi kiểu bự bự nè, tư bản chơi tư bản á. Việt Nam mình phát triển, mà muốn phát triển thì phải có đầu tư. Nó chỉ cần tìm cái cách nào đó cho nước ngoài không dám đầu tư Việt Nam là nó ăn rồi. Giống như nó kích động nó nuôi mấy thằng trẻ trâu Việt Nam nè. Một thằng một nghe anh nghe đồn một thằng một tháng được hình như là 2.000 nhân dân tệ đó mấy em. Nó kích động chống phá Việt Nam để cho nước ngoài nó cảm thấy môi trường Việt Nam không ghê ghê, không dám đầu tư đó. Chứ bằng bằng cái suy nghĩ đi, nó chọn cái bom xăng cũng chả sao cả, mà chọn bom xăng chi? Nó chọn bom xăng để cho cảm thấy Việt Nam khủng bố, Việt Nam không hòa bình, Việt Nam ghê ghê, vậy mày đầu tư ở Việt Nam đi, tao chọn bom xăng cho công ty mày thì sao nó dám đầu tư? Nó mưu đồ là vậy đó. Nói chung là làng Trung Quốc tháng là trả tiền anh hơi thiếu rồi, Anh Quốc có luôn. Chứ bạn thiệt á, con lâu lâu công an phường nó bị trộm bom xăng quả gì trội chả sao cả, cùng lắm cháy mấy cái xe như vụ khủng bố tôi nhất tái cháy mấy cái xe cũ trị giá 1 tỷ mấy thôi, có gì ghê gớm đâu, nhưng mà nó làm ra cho xã hội nó hỗn loạn rồi đó. Nó làm thêm một cái bài nữa các bạn, bây giờ biểu tình nó chưa mới, nó không có biểu tình ngoài đường nữa, nó biểu tình ngoài đường nắng nó mệt quá nó vô nhà. Ví dụ như nó Duy Nguyễn kêu là ê mày giờ mày cởi trần ra, cởi trần cũng được, còn tùy nha, cởi trần 5.000, cởi trần 2.000, mà bình thường đó là 500 rồi, mày chỉ cần đăng cái bảng caro bự bự thôi, mày ghi gì cũng được, mày ghi chửi nặng vô cho tao, mày chửi ghê gớm cho tao, còn mày chụp hình đó, cứ một tấm hình như vậy tao cho mày 500.000 rồi chụp đi gửi gì anh, xong cái nó lấy chừng hai ba tấm tấm nó ghép lại nhau rồi nhìn đúng nguy hiểm mày, nó nhìn đủ mở lòng dân đã sôi sục rồi nha. Đó xong rồi cái làm gì đi gửi cho mấy ngáo ngáo đá tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc gì đó tao chả biết nữa. Xong rồi lâu lâu quá rồi cái tổ chức đó nó cử mấy nhỏ nhân viên mới thực tập á đi qua Việt Nam bị đặc phóng viên quan với trả ngại nó Việt Nam đãi nó ăn bún đậu ngoài Hà Nội về ngoài ăn nhân cúng vòng vòng có mấy chuyện đó làm hoài vậy em ơi. Alo đó là nghe alo à. Còn mắt thì phải chứ sức mắt trên nơi đó. Bọn Còn đu mắt càng thì tính vậy, không phải bọn đu càng tính đâu bạn ơi, cái tổ chức ăn sau lưng chứ bọn đu càng thì nó là mướn thôi, đâu biết tính gì đâu. rồi nè. Hả? Nên Thế thôi cả kệ ngày nó. hôm qua chủ tư một Nên bệnh Duy nó nhân Duy đó. kể cho bạn nghe đấy, bạn thấy trên mạng có những điều lạ lạ là bạn hiểu rồi đó. Nó vậy đó, không có gì Dạ ghê. đúng rồi Ba bệnh thì hiện tại chưa nói. Tập 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 Dạ. Tặng mình lắc đó mình. mấy em có hỏi gì không Mình lắc hoặc là quấn gối. mà tiết lộ Mình nhiều lắc bí mật quân hoặc sự quá. Anh trong Sài Gòn không? Sài Gòn không? Em nói anh nói hay quá em mới biết luôn, luôn đi về coi đi mày, không mai mốt mày Anh quên ở á. Sài Gòn hay ngoài Sài Gòn anh ạ? Ngoài Bắc thì anh làm chị ngoại trợ giúp em nha. Alo. Cái này anh alo. Cái gì? Cái Kênh này là của anh kênh ba đầu tư nha. Kra Anh gửi không cho biết chị em. mẫu hay Kênh là đào sao cái vậy? kênh đào Kra đó thì tùy thằng Thái Lan quyết định thôi, Thái Thế là Lan có chị đang khỏe sợ vấn không? đề Anh an gửi giúp ninh, em nha. nói chung nó sợ Trung Quốc chơi chiêu này nè như nãy anh nói đúng không, Dạ rồi em nhớ rồi nè. Dạ. lỡ anh hồi nãy anh nói đó Dạ là Trung vâng. Quốc đó, thì bây giờ nó mua đồ nhiều lắm, thì nước nào cũng muốn hợp tác với nó mà cũng sợ nó cưỡng hiếp hết á. Thằng Thái Lan cũng vậy, đào kênh đào Kra thì đương nhiên Thái Lan có rất có lợi, nhưng mà Thái Lan nó sợ một cái là khi đào kênh đào Kra nó cắt lãnh thổ Thái Lan làm hai phần, phần phía Bắc thì đương nhiên nói rồi, phần phía Nam nó cái dải đất nhỏ nhỏ thành phần phía Nam tất tiếp giáp Malaysia đó mấy em, thì cái đó nó bị cắt ra, sợ Trung Quốc nó thằng Trung Quốc nó mua chính quyền ở chỗ đó, nó ly khai đó, nó ly khai Thái Lan, nó sợ lãnh thổ nó bị chia cắt, nó sợ vấn đề an ninh bị ly khai.
tập trong mình hứa là không đi khai rồi đó, nhưng mà nó sợ sợ sao đó nó làm không biết nữa. Nói chung bây giờ nó chính phủ nó ngán rồi, nó bán cái cho nhà vua, nó thôi vua ơi, chuyện này chuyện trọng đại quá, vua định giùm con cái đi, đồ mà đẩy qua cho vua liền. Vua mới lên chức bạc, vua mới lên chức con năm 2 năm gì à, nó kinh đào xoa là như vậy nha bạn. Nếu mà vua ok một cái giờ là nó xẻ một phát, một là nếu mà không có gì biến động là Phú Quốc mình rất ngon. Nhưng mà các đồng chí mà là lãnh đạo Phú Quốc cũng nên suy nghĩ trước coi Trung Quốc có thể làm những cái gì ở chỗ đó để mình điều để mà gọi là mình chuẩn bị trước. Thái Lan có 90 triệu người Hoa mà, trời ơi mẹ nó, mấy cái nước đó nó bán cho tàu bà nó hết rồi, mấy cái nước đó nó phụ thuộc người Hoa quá. Ngay cả tổng thủ tướng nó còn Hoa đây, mẹ dòng họ thạc xỉn Hoa chứ là gì đó. Việt Nam mình tính là hay lắm, không có Việt Nam mình là coi như là dân tộc Việt của mình nó rất là mình còn rất tự hào với bạn. Còn nhìn Đông Nam Á cho toàn Hoa không. Còn bạn nào mà chê bai Việt Nam, mà bạn nào mà có khinh bỉ Việt Nam thì nói thiệt, cái dòng máu bạn chảy trong người là dòng máu con rắn chứ không phải dòng máu con người Việt bạn ơi. Bạn nghĩ coi, tổ tiên chúng ta đã làm được những điều mà cảm giác như là phi thường, không phải tầm thường. Tất nhiên Việt Nam mình chủ quyền là quan trọng, Việt Nam mình không đánh đổi chủ quyền lên kinh tế, bạn nên hiểu như vậy. Việt Nam mình đánh đổi chủ quyền lên kinh tế, Việt Nam mình đã giàu lâu rồi. Thật với bạn ơi, Việt Nam đánh đổi chủ quyền lên kinh tế là Việt Nam giàu lâu rồi. Nhất là cái thời Mỹ đó, dù như thời Mỹ thì mấy ông nội Việt Cộng bỏ nước luôn đi, đâu mà theo Mỹ hết luôn đi. Trung Quốc khử, Hàn Quốc khử khói hả con, Singapore khỏi ngốc luôn, chứ đừng sợ sợ. Nhưng mà tại vì có một cái là Việt Nam mình quan trọng là chủ quyền đó, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chủ quyền tổ tiên để lại là tôi phải để, tôi phải ấy, tôi không có cho gọi là những cái thế lực nước ngoài nó vào, nó gọi là nó nắm quyền hành vậy thôi. Nên bạn hiểu dân tộc Việt mình nó như vậy đó bạn. Còn chuyện giàu nghèo là chuyện tạm thời, chuyện tình thế thôi. Mà nói giờ Việt Nam có nghèo đâu, đúng không? Không giàu thôi chứ có nghèo đâu. Gì mà VTV mua 14 củ mày, đâu ra 7 củ à. Đặt khu cho thuê chỗ chiến lược. Không, mình cho thuê ổn không anh? Ổn em. Chỗ càng chiến lược cho thuê càng ổn. Em hiểu coi. Chỗ càng chiến lược cho thuê càng ổn. Thí dụ như bây giờ á, anh nói với em nhiều lần rồi. Bây giờ nhà anh á là có ba nhỏ gái đẹp, còn mấy thằng giang hồ nó chuẩn bị nó vô nó hiếp dâm. Đúng không? Thì bây giờ anh cho công an thuê nhà anh, cho công an nó thuê phân nửa nhà anh, thì theo em gia đình anh nên ở phía trước, công an ở phía sau, hay anh cho thuê công an nó ở phía trước luôn, gia đình anh ở phía sau? Thì sẽ trả lời được cho em cái bài toán chiến lược. Nhà anh đâu làm ăn đâu, nhà anh cho mướn mà, đúng không? Đó. Nếu là anh sẽ cho công an ở phía trước, nhà anh ở phía sau. Đó là anh chọn.